5 đoàn viên dầu khí được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. PVN phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Công đoàn cơ sở PVEP Hà Nội tổ chức đại hội lần thứ 3. Câu lạc bộ doanh nghiệp dầu khí sinh hoạt lần thứ 2 năm 2017. Hội thảo ngành dầu khí trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sáng ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Liên hoan là đợt tổng kết lại việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp Trung ương giai đoạn năm 2014-2017. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Phạm Viết Thành, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối, đại diện lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc, các đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc khối và 50 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu được tuyên dương trong đợt này. 5 đoàn viên thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tuyên dương tại buổi lễ. Về cán bộ đoàn tiêu biểu được tuyên dương có Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Nguyễn Tân Vinh, doanh nhân trẻ tiêu biểu có Giám đốc Công ty Khí Cà Mau Nguyễn Phúc Tuệ, lao động trẻ tiêu biểu có Trần Văn Hiệp, thợ hàn xưởng bờ, xí nghiệp xây lắp, liên doanh Việt-Nga Vietso Petro và Nguyễn Thị Phương Nhung, giảng viên khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, sinh viên trẻ tiêu biểu có Nguyễn Thị Thu An, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua gây ra. Thời gian qua, cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá và gây ngập lụt hàng loạt các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng bào cả nước. Với tinh thần tương thân tương ái, tại buổi quyên góp, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cơ quan tập đoàn đã ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra số tiền 500 triệu đồng. Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành dầu khí và các đơn vị thành viên tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại. Số tiền quyên góp ủng hộ sẽ được PVN chuyển tới tay đồng bào các tỉnh miền Trung trong thời gian sớm nhất, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền các đơn vị trong tập đoàn đăng ký quyên góp ủng hộ khoảng trên 3 tỷ đồng. Sáng ngày 22 tháng 9 tại Hà Nội, Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở PVEP Hà Nội lần thứ 3, nhiệm kỳ năm 2017-2022. Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở PVEP Hà Nội khóa 3, nhiệm kỳ năm 2017-2022, gồm 8 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn PVEP gồm 41 đồng chí. Tại đại hội, Công đoàn PVEP đã công bố các quyết định tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể Công đoàn cơ sở PVEP Hà Nội có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải chúc mừng các thành tích đạt được của Công đoàn cơ sở PVEP Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải nhấn mạnh, Công đoàn cơ sở PVEP đã thực sự trở thành cầu nối giữa lãnh đạo PVEP và người lao động, để lãnh đạo PVEP thấu hiểu được tâm tư của người lao động, kịp thời có những quyết định có lợi, trả lời thỏa đáng cho người lao động. Cũng nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải đã phát động trong toàn thể cán bộ, người lao động PVEP quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung gặp thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua. Ngày 23 tháng 9, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí tổ chức hội nghị sinh hoạt lần thứ 2 năm 2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam và đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí chủ trì hội nghị. Mở đầu hội nghị, đồng chí Mai Văn Cảnh, Phó Ban Kế hoạch PVN báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017 của PVN. Trong đó nổi bật nội dung, PVN tiếp tục giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch chính phủ giao.
Phát biểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Liên doanh Việt Nga Vietso Petro, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó phòng sản xuất Vietso Petro nhấn mạnh, với những tín hiệu tích cực từ thị trường giá dầu trên thế giới, Vietso Petro dự báo tổng doanh thu và nộp ngân sách nhà nước vượt kế hoạch năm đã đề ra. Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Phú Quốc, Phú Quốc POC cho rằng, khi triển khai dự án Phú Quốc, đơn vị mong muốn làm chủ công nghệ phát triển mỏ phi truyền thống theo phương thức lan tỏa tương tự như ở Vịnh Thái Lan, làm chủ công nghệ khoan giếng thân nhỏ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiến tới mục tiêu tiệm cận với giá thành khoan giếng thân nhỏ của Chevron, đảm bảo sẵn sàng cho công tác vận hành, khai thác và vận hành hệ thống khai thác an toàn với hệ số làm việc cao. Ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo ngành dầu khí trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mục đích của hội thảo dựa trên những cơ sở đánh giá những thành tựu của ngành dầu khí đã đạt được, những cơ hội, khó khăn, thách thức đang đặt ra, đề xuất những giải pháp để ngành dầu khí phát triển bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hội thảo đã nhận được gần 40 tham luận của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, viện nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực dầu khí, các nhà nghiên cứu kinh tế, đề cập tới nhiều nội dung. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực dầu khí trực tiếp trao đổi, bàn thảo để cùng tìm ra những giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập, những hạn chế khiếm khuyết hiện nay, tận dụng cơ hội đưa ngành dầu khí phát triển bền vững.